Có hai cái này đem phe với cả nhà, thì Châu đi làm gì á, cái Châu thấy Bahana mua cho bé Na, thì nói chung là cái này cũng không không phải là tự dưng Bahana mua, để Châu kể cả nhà nghe ha. Xin kính chào cả nhà đã đến với kênh Ngọc Châu Cuộc Sống Hàn Quốc. Cả nhà ơi, bây giờ buổi chiều Châu với bé Na đi ra quán. Thì hồi nãy ba Hana đi làm mà quên đem điện thoại theo. Hồi nãy ông điện về cái Châu nói thôi để Châu cầm ra cho rồi sẵn đi chơi ra ngoài. Bữa nay thì thứ sáu, thường thường thứ sáu thì quán khách rất là đông á. Nên là sẵn Châu cũng định ra ngoài coi có phụ được gì không phụ. Với đi chơi, dẫn bé Na đi chơi. Rồi ra xin ăn luôn, xin cơm ăn luôn. Hana à, trên trên hi. Na. Xin chào ông bà cô chú. Không chào hả? Rồi, bữa nay không chào ông bà cô chú. Chào hả? Xin kính chào ông bà cô chú, con là Na, con bóng nữ, con là cô bé Hằng Na Việt Nam. Bà cứ cho con có thể thương không? Ông bà cứ cho ăn cơm đưa na tăng đi. Ra quán. Na tăng đi ra quán nè. Ông bà là cô chú đi chơi với na không? Ông bà có chút đi chơi với na không? Ông bà có chút đi quán với na không? Đi. Bữa nay trời hơi tối. Trời giấc này 5 giờ gần 6 giờ 5 giờ mấy mà trời hơi tối. Có mấy lúc này mùa thu rồi, có mấy cái cây lá màu đỏ đỏ này. Chuyển màu rồi. Đang đứng chờ đèn xanh đèn đỏ. Đi thôi. Đi vô tiệm mẹ mua giá nha. Nó chạy nó gan dữ ta. Đèn đèn đang dành cho người đi bộ mà cái anh đó ảnh chạy xe máy á, ảnh chạy ảnh không có nhìn na gì hết trơn á. Anh đó thật là không có biết lực lệ giao thông, không có giữ lực lệ giao thông gì hết trơn á. Gì con? Kinh để y gương xong rồi. Nó nói cái mây kia làm sao mà màu đỏ, mặt trời ấy con, mặt trời nó ở dưới đó nên là nó dọi lên cái mây nó màu đỏ đó, mặt trời á, biết không, hiểu không? Rồi đi. Hồi nãy giờ Châu với bé Na đi vô siêu thị cả nhà mua được mấy thứ, mua hết 18.000 won tiền hàng. Rồi nó phe chai nước của nó nữa nè. Rồi đi. Giờ tối rồi, trời tối rồi. Để đi con, đi vô mé là đừng có đi ra ngoài. Cả nhà ơi, bây giờ Châu đang ăn mì tôm Việt Nam, mì hảo hảo chua cay á. Hồi nãy kể cả nhà nghe cái chuyện hồi nãy đi định đi ra quán làm phụ với lại xin cơm ăn, quê hết sức. Không phải quê gì ai làm mình quê, nhưng mà mình tự thấy mình quê. Hai mẹ con lỏng tỏn ra tính là đi ra phụ rồi xin cơm ăn, ai dè ra quán quá trời đông luôn cả nhà. Đông biết đông sao không, người ta người phụ đông á, còn người ta ngồi ăn thì có một bàn hà, tại giấc giờ thì cũng nói chung là cũng chưa tới giờ cao điểm, hôn 5 giờ mấy chưa, cũng
nhiều khi 7 giờ 6 mấy 7 giờ á thì quán sẽ rất là đông, nhưng mà có người phụ rồi, tới hai người phụ luôn, là cô Hana nữa là ba người, với ông xã Châu nữa là bốn người, rồi thêm mẹ chồng Châu nữa. Mẹ chồng Châu thì cấp này mẹ mẹ gì cái là mẹ ra quán á, rồi với lại cái con của cô Út đó, thì ở trong phòng là tới mấy người, mà cái quán có chút xíu à. Châu thấy vậy, Châu thấy vậy cái thôi Châu ra Châu đưa điện thoại hỏi cho ông xã Châu, cái xong cái Châu kêu Hana về. Hana nó khóc, cả nhà nó không chịu. Châu dụ nó hồi nó vừa về mà vừa khóc. Chứ tại vì ở đông quá cả nhà, cái quán thì có chút mà đông quá thì rất là phiền luôn. Tại vì nhiều khi khách vô đông á mà quán có chút mà đông quá cái ngột ngạt lắm. Như vậy cũng không có tốt quá. Cái thành ra là Châu đi về. Quê trong bụng gì đâu á. Về cái nấu mì tôm ăn, nấu mì hảo hảo. Còn bé Na thì hồi nãy Châu có lúc nó đi học gì á, Châu cho nó ăn nửa khúc bắp với lại ăn một trái đào, rồi thành ra là bây giờ nó chưa đói, nó không chịu ăn. Con cơm chưa ăn giờ, mẹ bớt cơm con ha, hay là mẹ ăn mì xong mẹ cho con ha. Ở nhà có cơm nhưng mà tại đồ ăn thì họ chưa có làm. Nói chung là có hem đổ trong tủ á, cả nhà muốn ăn thì chiên lên ăn cũng được, ăn đơn giản thì cũng có cá đồ trong tủ cũng có, chiên ăn lên thì cũng được, nhưng mà Châu thèm mì. Cái mì hảo hảo chua cay này Châu mua lâu rồi nè, mà ăn chưa có hết, mua năm cái năm gói hồi đợt lâu lắm mà Châu có quay đó, ăn tới nay còn hai gói, bữa nay lấy ra ăn nấu với rau muống. Bé Na thì hồi cho nó ăn cơm với cái hem hồi nãy nó mua, nó mua trong siêu thị đi nó đòi mua, hồi cho làm đó cho nó ăn. Lâu lâu đi ra quán quê quá. Người phụ là bạn của cô Hana, bạn của cô Hana, hai người luôn. Ngày mai cho không có đi làm cả nhà ơi. Hồi sáng này Châu vô Châu nói với cái người quản lý đó đó, Châu mới vừa mở miệng ra Châu nói là hồi sáng này Châu xin thức dậy Châu xin ông xã Châu nói làm vợ cho vợ bữa thứ bảy này vợ đi làm một lần thôi, rồi từ đây ra sau không làm nữa. Tại vì là cũng như người ta nói với mình như vậy rồi mà mình không đi thì nó cũng ngại á. Cái Châu nói là vợ đi một lần rồi thôi. Cái ông xã Châu cũng cằn nhằn, ông cự, không cho, ông trợn mắt lên, ông nhìn Châu, không cho. Cái Châu nói thì chồng không giữ Hana thì vợ dắt Hana theo. Rồi người ta nói dắt Hana theo cũng được. Cái ông xã Châu nói ừ dắt theo đi, rồi cái vậy á. Cái Châu định vô trong đó là Châu nói với người ta là vậy đó, Châu dắt Hana theo vậy đó. Nhưng mà Châu vừa mở miệng ra Châu nói thì sao biết không, cái nào Châu nói rằng cái chuyện hôm bữa á, Châu mới nói vậy à. Cái người quản lý mới nói là ở nhà coi giữ Na đi, chắc là ông xã không có thích đi làm vậy đâu, nên là thôi không có, đừng có lợi, không có cần nữa. Vậy đó cả nhà, Châu vừa mở miệng Châu định nói mà chưa, Châu vừa nói vậy hết trơn, Châu mới nói là cái chuyện hôm bữa vậy đó, cái là cô ấy nói vậy rồi, thành ra là thôi Châu không có nói gì luôn.
cái quán chỗ Châu làm á cả nhà, người ta làm từ thứ hai tới thứ bảy hà, chủ nhật là tất cả mọi người đều nghỉ luôn. Công nhận cái quán nào có cái quán nó công nhận sướng thiệt chứ. Những quán ăn là người ta cần là thứ bảy với chủ nhật là khách rất là đông, nhưng mà cái quán đó thì thứ bảy làm nhưng mà chủ nhật thì được nghỉ. Thì cả nhà ơi, Châu ăn mì xong rồi, bây giờ á có hai cái này đem phe với cả nhà. Thì Châu đi làm gì á, cái Châu thấy ba Hana mua cho bé Na, thì nói chung là cái này cũng không không phải là tự dưng ba Hana mua để Châu kể cả nhà nghe ha. Thì bé Na nhà Châu thì nó cũng hơi bị kén ăn á, rồi cái Châu đi làm cái Châu có đưa cái hiệu là cái hiệu thuốc này thì Châu cũng xin của cái em người quen á, em cho con em uống để uống rồi ăn được ngủ được á cả nhà. Rồi cái Châu xin thì em cho, cái Châu mới gửi cái hình qua Châu nói là chồng ở nhà, chồng đi mua cái thuốc này giùm vợ cho bé Na nó uống. Rồi nói với chỗ hiệu thuốc á, người ta bán sao mà bỏ thêm một hai loại thuốc gì vô cho bé Na nó ăn được ngủ được. Nói với người ta là bé Na mình á, nhà mình nó không có, nó kiểu như nó bị kén ăn á, mua về cho nó ăn được ngủ được cho nó khỏe mạnh. Cái đi làm về sao Châu thấy hai cái hộp này cả nhà, không có mua cái loại Châu nhờ mà mua hai cái hộp này. Thì cái này là thuốc, không phải là thuốc mà cái này là dạng như là vitamin đó cả nhà, dạng như thuốc bổ hay gì đó, Châu cũng không gành mấy cái này lắm. Ông xã nói là cái này tốt hơn cái loại Châu nhờ, Châu kêu mua. Ông mua cái loại kia thì người ta nói là cái loại kia thì còn bé cũng như là còn nhỏ uống, nhưng mà bên con Hana bây giờ của Châu là nó đã 5 tuổi rồi thì uống những cái này được rồi, nên là chắc cũng như người ta cũng tư vấn này kia kia nọ cả nhà. Rồi thành ra là ổng mua hai cái loại này cho bé Na uống. Cái này Châu thấy hình như trên quảng cáo á, quảng cáo ở trên tivi thì cũng cái này hình như uống để cho cao hay gì nè, kiểu như làm nhiều cái vitamin á. Còn cái này là dạng như cũng vitamin luôn, nhưng mà có ông xã cho nói là có hồng sam với in sam á cả nhà, hồng sam in sam gì đó. Thì cái này nó có để hồng sam nữa nè, nó có để chữ hồng sam. Cưng con gái, chứ này cưng con gái chưa. Hai cái này thì ông xã cho mua 160.000 won tiền Hàn, uống được 2 tháng. Là 1 tháng, tính ra 1 tháng thì 80.000 won tiền Hàn. Cái này cái dạng mà dạng thuốc nước đó cả nhà, giống như là siro vậy đó. Người ta làm cho bé thì nó ngọt ngọt, nó có mùi vị của trái cây, uống thơm thơm. Con bé Na nhà Châu nó có uống rồi. Nó uống nó phái, kiểu như là người ta làm cho con nít, người ta biết là con nít cũng sẽ khó uống á, nên là người ta làm ngọt ngọt rồi thơm thơm mùi trái cây á. Thì cái loại này thì một ngày uống 2 bịch, còn cái loại này á thì một ngày uống 1 bịch. Bé Na nhà Châu á cả nhà không biết làm lý do sao, hồi lúc nhỏ Châu sanh nó ra cho nuôi tới hơn 1 tuổi thì nó không có bị ho, bị sổ mũi gì hết trơn á. Xong cái là đột nhiên cái nó bị sổ mũi mà dạng như không phải sổ mũi bình thường, dạng như bị viêm mũi á cả nhà. Sáng cái thức dậy ách xì một hơi 4-5 lần, rồi ách xì hoài vậy, rồi chảy nước mũi tuôn dài xuống luôn á, nhiều lắm luôn á. Mà ngày nào cũng vậy, nặng nhất là nhiều như vậy, còn nhẹ nhất thì cũng chảy ra ha, nùi rồi xong 1-2 lần rồi thôi là buổi sáng, còn buổi chiều thì nó hết. Còn nếu mà nặng á thì là từ sáng tới chiều luôn. Bữa nay là bây giờ nó đang bị sổ mũi từ sáng tới giờ luôn, vẫn còn sổ mũi nữa đó cả nhà, buồn hết sức. Dạ, nuôi từ hồi mới đẻ ra, sanh ra nuôi tới 1 tuổi mấy không sao mà tự dưng rồi cái bị 1 tuổi mấy trở lên là bị luôn tới giờ. Nó bị cái đó nó khó chịu, nó bực bội lắm, tội nghiệp nó lắm luôn. Mà Châu không biết làm sao giờ. Thì đi tiệm, đi bác sĩ đồ, người ta nói người ta vậy đó. Người ta nói, thì
thì còn nhỏ thì vậy thôi, chứ bây giờ không có thuốc hay là không có cái thuốc ngừa gì chích hay là trị cho nó hết hết trơn á. Kiểu như Châu nghĩ là nó dạng như giống như muỗi bên Việt Nam mình á cả nhà, rồi người ta nói là đợi nó để tự nhiên, khi nào nó lớn á nó có cái sức đề kháng mạnh thì nó tự hết thì nó hết, chứ còn không có thuốc trị, tội nghiệp lắm luôn. Nhiều lúc mà thấy nó mà kiểu như muốn khóc luôn cả nhà, kiểu như mình mà bị, nhầm khi mình bị sổ mũi mà mình ngứa ngứa mình dụi mà con mắt mình nước mắt nước mũi chảy á cả nhà, nó khó chịu, nó sốn mà nó nhột, nó khó chịu á, mà nó còn nhỏ mà nó bị như vậy á, bị mấy năm nay rồi, cỡ 2 3 năm nay rồi. Thì tự dưng cái chia sẻ phe là ba thương ba cha mua vitamin bổ thuốc bổ cho uống, rồi cái tâm sự tới cái chuyện đó rồi xong muốn khóc luôn lãng xẹt. Thì thôi cả nhà ơi, Châu xin tạm dừng video tại đây, Châu xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video ủng hộ Châu. Rồi tự dưng cái không biết sao nó chạy, nó bỏ vô phòng, cái điện thoại hết pin rồi hả Na? Hồi nãy giờ nó coi điện thoại, tại hồi nãy á, Châu ra quán rồi quán đông quá cả nhà, cái Châu bắt nó về, nó không chịu về, Châu dụ là về nhà đi mẹ cho con coi điện thoại, chứ quán đông quá, quán có chút ép à, mà 4 5 người ở ngoài á, nếu mà có Châu với bé Na luôn là tới 8 người, cái quán có chút mà gia đình tới 8 người, thành ra là Châu thấy là không có được rồi, Châu là phải kêu Hana về, chứ quán có chút mà ở đông quá đâu có được, khách vô rồi nó ngột ngạt lắm luôn, người ta cũng bực bội nữa, không có được thoải mái á.